Hello, trung tâm điện tử Tam Hoa Chí Linh xin gửi lời chào toàn thể các bác và anh em. Vâng, rất vui ngày hôm nay lại lên sóng giới thiệu đến các bác nội thất của một đôi loa Mỹ xịn là PV hàng Bowie 3 đường tiếng bass 40. Sử dụng từ 220 côn 100 một chung 19 một tép kèn một cặp loa phải nói là tình trạng đẹp xuất sắc này các bác. Thì cặp loa này bên em vừa về ngày hôm qua các bác nhá. Đây là dòng loa SP3. Hàng nguyên zin nguyên bản này các bác này. Rồi, cái phần trần này các bác này. SP3 Bowie. Phần trần phải nói là to như một quyển vở, to hơn một quyển vở học sinh các bác nhá. Đấy. Chất âm cặp này thì phải nói là chất hết nước chấm. Đây, côn xịn này. Đấy, thì trung tâm bên em mời các bác thợ làm loa. Đấy, các anh em thợ về audio nhá. Đây là một cái côn xịn zin tây của PV các bác nhá. Đấy. Dây dẹt đây các bác. Đấy. Dây nhỏ xíu và dây dẹt các bác này. Đấy, nó là dòng dây dẹt các bác nhá. Độ nhạy nó rất là cao, đồng nghĩa với không tốn công suất. Đấy, các bác đánh con đẩy nhỏ cũng ok rồi các bác này. Đấy. Màng mỏng này. Màng dòng PV GB rất là mỏng, EV sạc pin. Đấy, từ 220 côn 100. Chất liệu sắt từ rồi thì các chất liệu nó rất là tốt rồi các bác, cho nên là chất âm nó hay. Đấy. Côn zin nguyên bản 100%. Đấy, dòng này nó rất là nhạy, độ nhạy là cao. Đấy. Đấy. Hàng bên em bao nguyên zin nguyên bản nó nhá. Đấy, từ 220 côn 100. Chung 19 một kèn. Đấy, thì bên em về duy nhất được một cặp loa Mỹ xịn PV hàng Bowie. Đấy, thùng kích thước của model này chiều cao khoảng trên 80, bề ngang này khoảng trên 50 các bác nhá. Đấy, 48, sâu là 60 cm. Đấy. Thùng gỗ bọc lề, tình trạng thùng vách nội thất đẹp xuất sắc, zin nguyên bản này các bác này. Nó zin từ cái ốc chân này các bác nhá. Đấy, zin nguyên bản hết. Đấy, bên em cam kết là nguyên zin nguyên bản 100%. Và côn bát, côn trung, tép mà phân tần nguyên bản. Thì với cặp loa này thì bên em đang có mức giá đầu tư rất tốt, 28 triệu tại trung tâm. Đấy. Bác nào có nhu cầu một cặp loa Bowie 3 đường tiếng PV SP3 liên hệ với em nhá. Đấy. Đấy, côn zin nguyên bản này các bác. Đấy. Nhìn côn rất là khôn các bác. Đấy, côn này. Còn mũi đậu vào nó cũng phát nhận tín hiệu các bác nhá. Độ nhạy cao. Đấy. Vâng, 28 triệu đồng và mọi nhu cầu mua sắm các bạn anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, bác nào có nhu cầu một cặp loa bãi Mỹ PV 3 đường tiếng hàng Bowie liên hệ với em nhé.